Sau đây là các huyện trên đường Kinh Phế. Đầu tiên là huyện Trung Phủ. Trung Phủ là giao điểm giữa rãnh delta ngực và khoang liên sườn 2. Đây là rãnh delta ngực. Để xác định khoang liên sườn 2, ta sờ góc Louis. Đây là góc Louis. Kéo ngang ra, ta có khoang liên sườn 2. Giao điểm giữa khoang liên sườn 2 và rãnh delta ngực. Đây là huyện Trung Phủ. Tiếp theo là huyện Xích Trạch. Xích Trạch nằm ở bờ ngoài tấm gân cơ nhị đầu trên nếp gấp biểu tay. Đây là nếp gấp biểu tay. Đây là gân cơ nhị đầu. Bờ ngoài gân cơ nhị đầu trên nếp gấp biểu tay. Đây là huyện Xích Trạch. Huyện tiếp theo là Khổng Tối. Khổng Tối là từ nếp gấp biểu tay trên rãnh động mạch quay đo lên 7 thốn để xác định 7 thốn. Ta đo từ nếp gấp cổ tay đến nếp gấp biểu tay là 12 thốn. Sau đó ta đo 7 thốn. Đây là huyệt Khổng Tối. Huyệt tiếp theo là huyệt Liệt Khuyết. Liệt Khuyết nằm trên nếp gấp cổ tay 1,5 thốn ở bờ ngoài xương quay. Đây là huyệt Liệt Khuyết. Tiếp theo là huyệt Kinh Cừ, nằm trên rãnh động mạch quay từ nếp gấp cổ tay đo lên 1 thốn. Đây là huyệt Kinh Cừ. Huyệt tiếp theo là Thái Uyên, giao điểm giữa rãnh động mạch quay và nếp gấp cổ tay, nơi sờ vào có mạch đập. Đây là huyệt Thái Uyên. Huyệt tiếp theo là Ngư Tế, nằm ở giữa xương bàn ngón 1, nơi tiếp giáp giữa da lưng và da lòng bàn tay. Đây là huyệt Ngư Tế. Huyệt tiếp theo là Thiếu Thương. Thiếu Thương nằm ở góc ngoài góc móng ngón tay cái. Đây là huyệt Thiếu Thương. Các huyệt trên đường Kinh Phế lần lượt là Trung Phủ, Xích Trạch, Khổng Tối, Liệt Khuyết, Kinh Cừ, Thái Liên, Ngư Tế và Thiếu Thương.